chúng cô chị chàng mệt khoa ôm thôn bút sang là bên cặp khắp tiêng để bố lại làm khoa con nọc na tổ lâm như mô cho chức vụ chủ tịch mô mà lẽ nên tổng bí thư mô mà như bây giờ nên tổng bí thư chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như nào thì nọc trường như bè Colombia đi như chàng nào sẽ xì nên ký kết giam nâng ta lưu bà 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 đã chỉ chàng bà nên lưu mà am sẽ xì xa chôm nê như phản đối cực lây nên như đã chính Việt Nam sẽ xì tô lâm nên như bè nên đàn áp cơ nạc đề gà lên nên cực lây đạo lâm chỉ chàng cực lây dân như bồm sẽ mơ sân bộ lên nên như bìm tuôm hằng sẽ xì Joe Biden, bây giờ Joe Biden được tòa cao tuần đốt là như chỉ hết nhiệm kỳ nhủ. Sân tận áp này xin như chỉnh tiền bật phong cao. Bây giờ mong mà tập phụ sẽ xì sẽ xì rằng lại là tôn giáo A Châu. Lâm này có bộ xa có bộ biết lâm phùng như bàn khoa phùm tô tị là trả mì đi. Như ngã rã ar bì nhủ. Lâm này như bàn đa tôn giáo chàng bề mã tô lâm này bắt giữ như vậy sẵn có mùm rồi như sẽ ngạc lại bắt giữ tô lâm này chỉnh cả một chính như là hội đồng tôn giáo A Châu sẵn như chàng mã sẽ xì tô lâm này tên này có đọc bẹ làm cơ dân chủ đề kêu gọi bắt giữ tô lâm vi phạm nhân quyền có thể có hệ thống như vậy. Chúng tôi những người ký tên dưới đây đại diện cho các cộng đồng tôn giáo và bản địa, các tổ chức nhân quyền và nạn nhân bị áp bức trên khắp Việt Nam và trên toàn thế giới, chính thức yêu cầu bắt giữ ngay Tô Lâm, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì đã chỉ đạo các thành viên vi phạm nhân quyền trên diện rộng, đàn áp do nhà nước bảo trợ và các hoạt động tội phạm xuyên biên giới. Như về tiền án của Tô Lâm này, sinh ngày 10 tháng 7 năm 1954 tại làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. Tô Lâm đóng vai trò trung tâm trong bộ máy đàn áp của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 22 tháng 8 năm 1981. Ông đã thăng tiến qua các cấp bậc để nắm giữ các vị trí có quyền lực to lớn của cha của ông, Ngô Quyền. Từng là giám đốc công an tỉnh Hải Dương, một dòng dõi vô luật pháp mà Tô Lâm đã tiếp nối, nên là các chức vụ hiện tại của Tô Lâm. Tô Lâm hiện tại là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bí thư Quan ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh như lưu vọa nhổ và là người đầu nhiệm cơ quan nhiều cơ quan chính phủ giám sát các nỗ lực trong tham nhũng và cải cách tư pháp, nhưng vị trí này giúp ông kiểm soát không bị kiểm soát đối với hệ thống pháp luật sân trệ bộ và phùng nhập viện nhóm thư kêu gọi bộ mặt này thư kêu gọi một nhóm tức là đà tàn mì đi như chim kia của hội đồng tôn giáo A Châu chẳng bề bắt giữ Tô Lâm ngay lập tức có như là nhiều vi phạm luật luật như là nhiều mạng sẽ trên nhiều mạng thì cây thì tàn Nga tàn Đức thế này là trần duy nhất này là Thái Lan này là Tòa Châu này Lao Châu nhưng mà Thái Vân Đường là xa cho trò xa rồi. Là này quyền bình đạp bật mô cái chi thị như mơ. Sân tế bộ là hội đồng chương trình nhân nhân nhập hội đồng tôn giáo
châu đi sân đền internet có chi đọc tên này hành động pháp lý California do mức độ nghiêm trọng của tội ác các thủ tục tố tụng pháp lý chống lại Tô Lâm đã được khởi xướng tại tiểu bang California. Các cáo buộc bao gồm từ vi phạm nhân quyền để đến hành vi đàn áp xuyên quốc gia, vi phạm cả luật pháp Hoa Kỳ và luật pháp quốc tế. Chúng tôi kêu gọi Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ hợp tác với các cơ quan quốc tế khác để buộc tội Tô Lâm phải chịu trách nhiệm. Thì cụ này chỉ lời kêu gọi công lý của chúng tôi. Lá thư này là lời kêu gọi thống nhất từ một liên minh đa dạng gồm các tổ chức nạn nhân và những người bảo vệ nhân quyền, tìm kiếm công lý và trách nhiệm, giải trình cho vô số sinh mạng bị ảnh hưởng bởi các chính sách của Tô Lâm. Việc bắt giữ ông không chỉ là bước cần thiết để chấm dứt tình trạng vô luật pháp mà còn là tín hiệu gửi đến các chế độ độc tài trên toàn thế giới rằng hành vi vi phạm nhân quyền còn người sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt. Thì cụ như này, các tổ chức và cá nhân ủng hộ lời kêu gọi này. Hội đồng Tôn giáo A Châu vì Công lý và Hòa bình, viết tắt RSJP và Hoa Kỳ. Hội đồng các dân tộc Tôn giáo Việt Nam, Hội đồng các dân tộc bản địa Việt Nam tại Mỹ, Hội đồng các dân tộc bản địa Khmer Krom ở Hoa Kỳ, Hội đồng các dân tộc bản địa Campuchia, Việt Nam, Hoa Kỳ, Hội đồng các dân tộc bản địa người tức là bản địa thượng Việt Nam và Hoa Kỳ, Hội đồng các tôn giáo bản địa Hờ Mông Việt Nam Hoa Kỳ, 2.000 người tị nạn tôn giáo Việt Nam tại Thái Lan, 200 tù nhân chính trị và tôn giáo vẫn bị giam giữ trong các nhà tù Việt Nam, cứu tù nhân chính trị và tôn giáo và gia đình của họ, gia đình của các tù nhân chính trị và tôn giáo hiện tại đang ở Việt Nam, cộng đồng người Việt tị nạn toàn cầu, ủy ban tuyên truyền tôn giáo và văn hóa trong tức là trong cộng nạn nhân bị đàn áp, tịch thu đất đai và cơ sở tôn giáo. Anh Tế Bộ là như chi về nhà nhập nhá, phùng tội nhập nhập bản tôn giáo như lệ là A Châu này, hội đồng tôn giáo A Châu này, như chi về này sân cụ này như chi sân này làm như chi tua cây cây mi như chi mà cây Việt Nam như chi mà Tế Bộ để bộ liên chi nè nè nhóm chạy xì nè bà tôi hơi đồng nhóm chi chẳng kêu gọi chẳng bắt giữ Tô Lâm tôi đặt đặt lại nhiều tự chọn ngã sát nhiều mạng sẽ chi phùng đạo một cặp phùng một mùa đạo nhiều ngã sát xuyên quốc gia sẽ chi tân duy nhất này, tân duy nhất này là sẽ chi hai vân đường này bộ mà sẵn nhiều ngã sẵn đang kêu gọi này hình như có nông nhiều tục làm mà nhập nhà nên văn phòng đốt nhưng mà xong có bẹ hữu vì đang mạng nhiều sân nhiều tôm á nhập nhà như nào thì nhiều kêu gọi đoà làm nhập nhà nên Meta hoặc độ nhập nhà Google nhiều brand sẽ xin từ hôm tây á cái làm sẽ xin buồn sang rồi sẽ mềm lũ này cái mềm lũ này hơn ta nhập vào đây ô sân đã làm một mượn sập nhiều chỉ chạm vào nên chạm đây cái có chia sẻ dần về chia sẻ nên cây chắc vứt cây một chắc ô làm trang mạng sẵn ở Việt Nam nhiều cách này tung thun thì cao đấy nhiều cắt bớt một phần nhiều bạn làm vệ tinh nhiều nhiều bạn làm tư si có bộ nên gì visa thế
một phía sát hai hả, con lục nào không sang Việt Nam à, xem nhu sẽ xin nhu lại là nhu đây á sân tế bộ sân nền nhu chi nên là chủ đề kêu gọi bắt giữ Tô Lâm vi phạm nhân quyền có hệ thống sân là tiên án Tô Lâm này à, để đọc là làm à, làm đọc lên này, này các chức vụ Tô Lâm để lại này lời lý do kêu gọi này à, lý do kêu gọi bắt giữ Tô Lâm này trong nhiệm kỳ Bộ trưởng Bộ Công an năm 2016 đến năm 2023 Tô Lâm đã chỉ đạo một cuộc đàn áp tàn bạo đối với các nhóm tôn giáo thiểu số, các nhà hoạt động dân chủ và công dân bình thường đều hành một mạng lưới đe dọa và bạo lực trên toàn quốc. Dưới sự chỉ huy của ông, lực lượng cảnh sát Việt Nam đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bao gồm những không giới hạn Sơn ở Sơn An trình cái này frame đi là chặt lui dòng mày đây à, mong chỉ là à, mày sẽ đang thu thập thông tin lui hiện chẳng khương ta cái này à, Tô Lâm nhiều mừng nhiều nào rồi nhiều nào.